Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung có trong bản tin hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 10 và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả và các đồng chí, sáng nay 5 tháng 10, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên khai mạc. Theo chương trình, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 sẽ bàn về tình hình kinh tế xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và một số vấn đề quan trọng khác. Về lựa chọn giới thiệu nhân sự của Đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu một số vấn đề cần tập trung thảo luận, xem xét, quyết định tại hội nghị Trung ương lần này. Về tình hình kinh tế xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu thảo luận, đánh giá khách quan toàn diện tình hình kinh tế xã hội nước ta từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020. Các đại biểu cần tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, đánh giá tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, sự suy thoái kinh tế toàn cầu và những biến động lớn của thị trường thế giới đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, sự cần thiết tính đúng đắn của các chính sách, biện pháp phòng chống dịch, khắc phục hậu quả do đại dịch và hạn hán thiên tai gây ra nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, cần nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, dự báo có cơ sở khoa học về tình hình những tháng cuối năm 2020 và các năm 2021-2022. Đánh giá đúng kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ giải pháp quan trọng cần tập trung ưu tiên lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo. Về các văn kiện trình Đại hội 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các dự thảo mới và tờ trình, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, chú ý đến những nội dung bổ sung sửa đổi, bảo đảm sự phù hợp nhất quán về nội dung. Trước hết là những nội dung mới được bổ sung, điều chỉnh lần này giữa các văn kiện theo đúng nguyên tắc. Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề chuyên sâu phải đồng bộ thống nhất. Đề cập công tác nhân sự, Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ cuối tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020, để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương khóa 13, sau khi Ban chấp hành Trung ương cho ý kiến, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 13 với tổng số 227 đồng chí. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các đồng chí được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Tháng 7 năm 2020, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã gửi thư đến các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 12, đề nghị từng đồng chí đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình. Trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã thông qua cơ cấu và nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự đã thông báo cho các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức việc giới thiệu nhân sự. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2020, đã có 116 trên 116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 12, cả chính thức và dự khuyết, tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa 13. 107 đồng chí lần đầu tham gia Ủy viên chính thức và 44 đồng chí tham gia Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự. Tiểu ban Nhân sự đã chỉ đạo 10 cơ quan chức năng và địa phương liên quan tiến hành thẩm định, kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đối với các nhân sự đã được giới thiệu, bao gồm nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13 phải bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành Trung ương trên các địa bàn, lĩnh vực công tác có cơ cấu Ủy viên Trung ương khóa 13, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là những lĩnh vực trọng yếu, địa bàn phức tạp, trọng điểm, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng trước mắt cũng như lâu dài. Khi xem xét lựa chọn giới thiệu nhân sự, phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính, nhưng cũng phải cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối, giữa Trung ương và địa phương, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý. Tuy nhiên, không vì cơ cấu số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.